Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Đã lấy cái mẫu tay rồi. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Phương Văn xin phép được chia sẻ câu chuyện của Anna Randy đi tìm mẹ. Thì bấy lâu nay là quý vị khán giả đang chờ đợi những thông tin mà xét nghiệm ADN giữa mẹ Út ở Trà Vinh và mẹ Mười ở Đà Nẵng. Thì theo thông tin chia sẻ từ anh ca sĩ Randy, em xin phép để em chia sẻ nối tiếp theo những câu chuyện của anh để cho khán giả biết được những cái thông tin. Thực sự ra mà nói, đôi khi cái kênh của anh Randy hoặc là những cái thông tin mà từ anh Randy á, đôi khi khán giả chưa tiếp cận được. Và hiện tại thì các anh em YouTube trên cộng đồng mạng rất là nhiều, cho nên từ những cái thông tin mà đôi khi bà con ở xa gần biết được và có đôi khi khán giả không biết được, cho nên hôm nay em cũng xin phép em chia sẻ theo cái thông tin của anh Randy. Hiện tại thì anh Randy đã đồng ý xét nghiệm một người, đó là mẹ Phan Thị Ba ở Bình Dương. Và quý vị khán giả cũng đã biết vừa rồi thì vợ chồng anh Randy đi về Việt Nam đi công tác cũng như là đi tham quan một số nơi, thì anh Randy cũng đã chia sẻ. Và cái điều này là khán giả rất là mừng, vì hiện tại là anh Randy đã đồng ý xét nghiệm với mẹ Phan Thị Ba. Và trước đây mẹ cũng sinh ra một người con da màu đã thất lạc. Nhưng mà cái thông tin thì theo anh Randy chia sẻ là nó cũng còn chưa có trùng khớp lắm. Tuy nhiên cái sự mà mong muốn chờ đợi của mẹ Phan Thị Ba làm cho anh ca sĩ Randy vô cùng xúc động. Và chính vợ chồng của anh ca sĩ Randy ghé tại Bình Dương có cuộc trao đổi gặp gỡ với gia đình của mẹ Phan Thị Ba và chị Yến là con gái. Và khi xem qua cái video cũng như cuộc trò chuyện của anh Randy với chị Yến là con của mẹ Phan Thị Ba, hết sức là xúc động. Và mẹ Phan Thị Ba cũng chia sẻ là mong muốn tìm lại đứa con trai thất lạc của mình, mà trước đây thì vì hoàn cảnh éo le cho nên là phải đành bỏ con. Từ câu chuyện của mẹ Phan Thị Ba kể làm cho anh ca sĩ Randy biết được là cái nỗi niềm của một người mẹ khao khát tìm con. Thì sau đây Phương Văn xin phép anh Randy trích lại một đoạn ngắn anh Randy chia sẻ và nhận cái mẫu xét nghiệm từ gia đình của chị Yến như thế nào. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi. Hôm nay vợ chồng gặp con gái của Phan Thị Ba là chị Yến, đã lấy cái mẫu tay rồi. Kính thưa quý vị khán giả, thì một cái đoạn video ngắn thôi cũng đủ đã nói lên là anh Randy hiện tại đồng ý xét nghiệm chỉ một người duy nhất, đó là mẹ Phan Thị Ba ở Bình Dương, năm nay 82 tuổi. Theo chia sẻ của anh Randy đó, sau khi ảnh nhận được cái mẫu xét nghiệm từ con gái của mẹ Phan Thị Ba đem tới thành phố Hồ Chí Minh cho anh ca sĩ Randy đó, thì xét nghiệm trong cái thời gian cũng ngắn thôi, trong vòng một tuần thì sẽ có kết quả kể từ khi mà nộp kết quả vô trung tâm xét nghiệm. Thì anh Randy cũng chia sẻ là nếu như mà có kết quả thì anh sẽ thông báo ngay, hoặc là trung tâm xét nghiệm sẽ gọi điện liên lạc với gia đình của chị Yến để thông báo kết quả mặc dù có trùng khớp hay không. Và kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ hàng triệu trái tim đang hướng về anh ca sĩ Randy, thương anh rất là nhiều, và họ cầu mong ngày đêm tất cả những thông tin nào về mẹ thì khán giả cũng mong đó là cái kết quả trùng khớp để cho anh Randy tìm lại được người mẹ ruột của mình. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi sự khát khao đi tìm mẹ cũng như là các bà mẹ khát khao đi tìm con, và chính người trong cuộc họ đã có những cái khát khao
niềm mơ ước cháy bỏng khi gặp lại đứa con nuôi của mình, đứa con ruột của mình. Từ khi mà mới đẻ lọt lòng thì vì một hoàn cảnh éo le và trong thời khắc chiến tranh lịch sử thì không thể nào giữ lại con mình. Và cũng những cái thông tin mà bà mẹ chia sẻ thì cái thời điểm mà chiến tranh đó quý vị khán giả, rất là khó mà giữ lại đứa con của mình. Có những người khi mà sinh con ra không dám nhận con mình là con ruột, mà nói là sinh hoặc là nuôi nhờ nuôi hộ gì đó, chứ không dám nhận là con mình. Vì trong chiến tranh, hoàn cảnh lịch sử khi ấy thì chúng ta cũng đã hiểu là thứ nhất là về gia đình, rồi thứ hai nữa về về mặt xã hội, về chính trị thì không cho phép, và bà con hàng xóm lại dị nghị khi mà có bầu sinh con. Như vậy thì nói chung là cộng với nhiều yếu tố, và thời khắc chiến tranh đó thì rất là khó khăn để giữ lại đứa con của mình. Đó là cái nỗi lòng của các bà mẹ, vì sao mấy mươi năm vẫn mong chờ con, và đôi khi có một thông tin nào đó thì các mẹ lại nhớ rất là rõ khi sinh con mình ra, và trong hoàn cảnh nào, bỏ rơi trong hoàn cảnh nào, vân vân. Và chính điều đó thì cái sự tìm kiếm mấy mươi năm của anh ca sĩ Randy luôn cháy bỏng, khát khao tìm lại người thân của mình. Chắc có lẽ là mấy chục năm nay anh Randy đi tìm, nhưng mà trước đây thì những cái thông tin đó chỉ tìm qua truyền hình, cũng hạn chế cái sự tiếp xúc với khán giả. Còn hôm nay thì sự phát triển của YouTube làm cho cộng đồng mạng cũng như tất cả mọi người đều theo dõi một cách dễ dàng, và mong những cái tin mà sớm nhất để anh Randy đi xét nghiệm với bà mẹ này, bà mẹ kia, rồi những thông tin nào có là khán giả mong chờ thực sự là hàng triệu trái tim thương anh Randy rất là nhiều. Vì mỗi lần một bà mẹ nào mà có thông tin, tại vì các bà mẹ đó là người trong cuộc mà, thực sự có sinh ra người con lai, và con của mình cũng có những cái thông tin là đặt tên là Trần Quốc Tuấn nữa. Bà là con mà mừng rằng có ăn được, mừng rằng mà nuôi chú đúng. Thế chứ mẹ cũng đánh lòng mẹ cho chẳng, chứ ngày lý mẹ ngay con của mẹ còn sống thì mẹ tin tình thương của mẹ gọi ra lỡ cho mẹ, mẹ nhờ tiền bạc chi, nhưng mà mẹ về tin tình thương của mẹ con để cho việc chi con mẹ của cuộc đời đó. Thế hẳn là tạ mẹ một cái lễ cúng giáo, là mẹ người cúng giáo. Như Phương Văn đã chia sẻ cùng với quý vị khán giả đó, là trước đây anh Randy ảnh cũng đã từng chia sẻ một lần vì sao trong cô nhi viện ở Đà Nẵng á, có nhiều em bé đặt tên là Trần Quốc Tuấn, chứ không phải mỗi một mình anh Randy. Hầu như cái tên Trần Quốc Tuấn á, thì khán giả thấy là bà mẹ đều thích cái tên đó và mong muốn cho con mình khỏe mạnh, lớn khôn, thành đạt. Cho nên là tất cả những bà mẹ mặc dù là không có là họ là Trần, nhưng mà vẫn lấy là tên là Trần Quốc Tuấn để hy vọng con mình có cuộc sống tốt hơn. Chính vì vậy các em bé trong cô nhi viện, rất là nhiều em bé đặt tên là Trần Quốc Tuấn giống như anh ca sĩ Randy. Và khi mà tìm kiếm lại người thân mẹ ruột của mình thì thực sự ra là rất là mờ mịt, không có những cái thông tin nào còn sót lại, cho nên là cuộc tìm kiếm của anh Randy mấy mươi năm nay mà vẫn chưa thành công. Trong chuyến đi về Việt Nam lần này thì chắc có lẽ là bà mẹ Phan Thị Ba thiết tha muốn xét nghiệm với anh ca sĩ Randy, và anh Randy cũng đã đồng ý nhận mẫu xét nghiệm. Thì quý vị khán giả hãy chờ 5 tới 7 ngày, nếu như anh Randy có những cái thông báo mới thì ảnh cũng chia sẻ bên kênh. Và nếu như khán giả chưa tiếp cận được với kênh của anh ca sĩ Randy thì chúng ta hãy tìm kiếm. Còn nếu như những cái thông tin nào các bạn đã theo dõi đó, thì Phương Văn cũng xin phép anh Randy cũng như xin phép các anh em chia sẻ những thông tin mới để cho quý vị khán giả xa gần biết được, là nắm được cái thông tin anh Randy đi xét nghiệm tới đâu và các bà mẹ như thế nào. Đó, thì hôm nay Phương Văn xin phép được nói thêm vì sao hiện tại là
bà các bà mẹ chưa được xét nghiệm, và theo thông báo của anh ca sĩ Randy thì các anh em YouTuber có lấy mẫu nhưng mà cũng chưa có đi xét nghiệm được, và cũng không có nhận bất cứ cái thông tin nào từ các anh em cả. Đó là theo lời chia sẻ của anh ca sĩ Randy. Thôi thì chúng ta hãy chờ đợi, đây là một cái thông tin rất là vui cho quý vị khán giả, là anh Randy đồng ý xét nghiệm với mẹ Phan Thị Ba ở Bình Dương. Như vậy thì chúng ta thấy là cái điều mà chúng ta chờ đợi cũng không lâu nữa. Chúng ta hãy cố gắng xem video mỗi ngày, khi có thông tin nào mới hoặc là nhấn vào nút đăng ký và cái chuông bên cạnh đó, khi mà Phương Văn chia sẻ thông tin gì thì tất cả quý vị khán giả đều nhận được. Nếu như mà nhấn đăng ký mà không nhấn chuông thì Phương Văn ra video thì quý vị không có nhận được, mà tất cả quý vị phải nhấn đăng ký và nhấn cái chuông nữa, thì hai bên là màu xám hết, thì khi Phương Văn bên đây là ra cái video thì bên mình đã nhận được. Như vậy thì những cái thông tin nào mới nhất thì quý vị khán giả sẽ nhận được. Mong rằng là tất cả quý vị xa gần đã từng ủng hộ, thương mến Phương Văn, và Phương Văn chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức cũng như là những câu chuyện chia sẻ trong cuộc sống đời thường. Mong tất cả quý vị khán giả đón nhận. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.